Xin chào tất cả mọi người, mình là Nguyễn Thành Long, thành viên của Box Solid Quốc K14 của hội sử dụng phần mềm CAD, CAM, CAE, CNC, 4CHOE. Trong video tiếp theo, thì mình xin giới thiệu hai lệnh SFLANG và MUTERFLANG. Đầu tiên là lệnh SFLANG. Thì lệnh này ở trong thẻ, trong phần thiết kế sheet metal thì có tác dụng là kéo một cạnh, hay còn gọi là kéo một mặt mic của tấm theo phương vuông góc với cạnh đó. Và các bạn cần phải chú ý là lệnh này chỉ cho phép thực hiện đối với tấm thẳng. Tại sao mình lại nói như vậy? Bởi khi mà các bạn đã có một tấm cong thì các bạn sử dụng lệnh này nó sẽ không hiểu là các bạn uốn theo phương như thế nào, thì nó sẽ không cho các bạn chọn cạnh này để uốn. Còn các cạnh khác thì bạn có thể sử dụng bình thường. Thì lệnh này hoạt động tốt khi tạo ra một cạnh theo toàn bộ chiều dài và một mặt cánh ngắn hơn chiều dài được cạnh lựa chọn. Để không mất thời gian thì mình xin bắt đầu hướng dẫn các bạn sử dụng lệnh. Đầu tiên mình chọn một mặt phẳng để phác thảo tạo một tấm cơ sở bằng lệnh Bayflang. Tiên là mình chọn một top plane và vẽ một hình chữ nhật có kích thước là 100 và 150. Tiếp theo mình vào sheet metal và chọn và tạo tấm cơ sở với chiều dài của tấm là 1 mm. Ở đây thì tiếp tục các bạn vào lệnh SFLANG. Trong mục flange parameter thì các bạn chọn vào cạnh muốn trần thêm tấm và kéo ra tùy theo phương mà các bạn muốn chọn phần mềm. Các bạn có thể chọn một hay nhiều cạnh và nó sẽ tạo ra các cạnh có chiều cao giống nhau. Các bạn cần phải lưu ý là đặc điểm của lệnh này thì cái độ dày của các tấm mặt mic này sẽ là độ dày của tấm cơ sở đầu tiên mà các bạn đã tạo. Và khi biên dạng các bạn muốn chỉnh sửa các cạnh này thì phải làm trên cạnh cơ sở mà các bạn đã chọn ban đầu. Trong mục Edit Flange Profile, mục này sẽ giúp các bạn chỉnh sửa biên dạng của tấm mà các bạn kéo lên. Đầu tiên là mình muốn chỉnh sửa cái biên dạng của tấm 1 thì chúng ta chọn cạnh thứ nhất và chọn Edit Flange Profile. Ở đây nó sẽ hiện lên một bảng, các bạn kéo sang góc. Ví dụ là khi các bạn chọn thì tấm sẽ đi hết chiều dài của cái đường line này. Các bạn có thể điều chỉnh cách kéo cái điểm này đến vị trí mà các bạn mong muốn. Chúng ta có thể gắn kích thước vào đây. Mình sẽ gắn ở đây là 30. Tiếp theo là có thể là chúng ta có thể quay lại và tiếp tục chỉnh sửa các cạnh khác nhau để đúng với yêu cầu của đề bài. Ở đây mình có thể kéo các cạnh này và chỉnh sửa biên dạng của cái tấm này phù hợp. Nên mình sẽ vẽ tròn. Điểm chuẩn. Thì đây sẽ là phần của biên dạng mới của cái mặt bích này sẽ có tác dụng này, thì nó sẽ tạo ra một cái tấm mặt bích theo biên dạng mà các bạn đã chỉnh sửa. Khi mà các bạn đã edit xong thì các bạn có thể chọn finish để kết thúc cái chỉnh sửa này. Khi mà còn muốn chỉnh sửa các cạnh khác thì chúng ta chọn back ở trong phần mềm. Quay lại thẻ SFLANG thì ở đây chúng ta có thể chỉnh sửa, có thể thêm nhiều cạnh và chỉnh sửa biên dạng riêng qua từng cạnh. Cái mục này thì tiếp theo là sử dụng cái bản kính mặc định. Đây là nó sẽ, khi các bạn không muốn sử dụng bản kính mặc định, các bạn có thể nhập góc uốn ở đây là 1.5, có thể nhập vào đây. Và đây là chiều dày
chỉ ở khe hở giữa hai cạnh liên tiếp nhau. Nó là nó sẽ là khoảng cách giữa hai cái đấm liên tiếp nhau này. Thấy mình khi mình tăng khoảng cách lên thì nó khe hở giữa hai cái tấm này sẽ càng ngày càng rộng ra. Tiếp theo là mục Angle Flange. Mục này cho phép các bạn tạo tạo góc so với mặt chuẩn. Đầu tiên là ta chọn một cạnh thì ở đây chúng ta có thể kéo độ dài tùy tùy ý. Tiếp theo là chọn cạnh này sẽ hợp với cạnh này sẽ được hợp với góc này từ góc 90 đến góc 180 độ. Đây mọi người có thể nhập giá trị. Tiếp theo là mục Select Face. Thì mục này dùng để chọn các mặt thiết lập vuông góc hoặc song song liên quan tới các góc tạo bản cánh. Nhưng là mục này rất là ít sử dụng ở trong phần mềm. Tiếp theo là mục Flange Length là điều chỉnh chiều dài của tấm. Ở đây bật lệnh Berlin sử dụng chiều dài tấm được nhập nhập theo giá trị. Trong trong mục này có Up to Vertex là kéo dài cái cạnh này tới một điểm nào đó. Thì ở đây chúng ta sẽ phải tạo hai cạnh. Mình có thể lấy ví dụ làm rõ hơn các mục này. Các bạn tạo tạo một bản cánh có một góc là 120 độ. Sau đó chọn vào mục Flange Length, chọn Up to Vertex và chọn một điểm ở trên cạnh thứ nhất mà mình đã chọn. Trong đây thì sẽ có hai lựa chọn là Normal to Flange Plane và Parallel to Base Flange. Đầu tiên tại mục Normal to Flange Plane thì cái điểm mà bạn được chọn thì sẽ trùng với cái bề mặt cuối của cái mặt mic được tạo này. Còn mục Parallel to Base Flange thì cái điểm được chọn các bạn chọn này sẽ nằm ở trong một mặt phẳng, mà mặt phẳng này thì sẽ song song hoặc trùng với bề mặt của mặt mic. Cuối cùng là Up to Edge and Merge, tức là khi có nhiều chi tiết hợp nhất thì các cạnh đã chọn một cạnh song song sẽ chọn một cạnh song song với một chi tiết khác, chọn một cạnh và chúng ta chọn cạnh này thì đến điểm tham chiếu với một cái tấm thứ hai ở ngoài khi hợp nhất với cái tấm này thì gần như là lựa chọn này rất ít khi sử dụng ở trong phần mềm. Các bạn có thể tìm hiểu thêm. Cuối cùng là trong đây thì các bạn thấy là có các tùy chọn như là mình sẽ chọn lại tìm điểm chọn lại như ở trong mục Berlin thì các bạn thấy thì như vậy có ba cái là Outer Visual Shape, Inner Visual Shape and Tangent Bend. Thì ba cái lựa chọn này nghĩa là thứ nhất là cái giá trị của kích thước của cái này thì sẽ được tính như trong hình là sẽ tính từ đường gióng của tấm cong tới cuối vị trí của tấm như này, tới điểm cuối của cái vị trí của tấm này, tính theo kích thước mà bạn nhập vào cách bạn tính toán. Thứ hai là sẽ tính theo giá trị kích thước phẳng của tấm và bỏ qua cái kích thước của góc chấn này. Cái cuối cùng là giá trị này thì sẽ được tính bằng đường tiếp tuyến của tấm mặt mic này tới cuối phần tấm này theo phương chéo. Tiếp theo là mục Flange Position. Mục này sẽ cung cấp cho các bạn các vị trí để
thêm cái tấm này vào. Dạng thứ nhất là tấm sẽ uốn từ cái mép ngoài từ tấm cơ sở vào. Dạng thứ hai là tấm này sẽ uốn từ mép ngoài cộng thêm một độ dày tôn, cộng thêm độ dày của tấm cơ sở này rồi mới uốn lại. Dạng thứ ba là từ mép ngoài sẽ cộng thêm cái cung chấn này và độ dày của tôn. Dạng thứ 4 và dạng thứ 5 gần như rất ít sử dụng thì mình xin phép nói thêm. Dạng thứ tư ở đây là xác định từ cái cạnh cạnh thực tế này, thì nó là một cạnh này sẽ được tự động tạo ra một điểm phác thảo và sẽ dựng tấm tại một điểm giao giữa hai cái mặt phác thảo này. Cuối cùng là tăng gần tu ben, thì cái dạng này có giá trị cho các khúc cua thường sẽ lớn hơn 90 độ và cho phép các bạn sử dụng chiều dài tiếp tuyến của mặt bích làm cơ sở cho việc tính chiều dài của tấm. Như ở trong phần này thì đây là chiều dài tiếp tuyến của mặt bích là 50. Bạn có thể nhập giá trị chiều dài tiếp tuyến mà không cần sử dụng các phép tính toán bổ sung. Vị trí mặt bích thì cái vị trí mặt bích này thì luôn tiếp tuyến với mặt bên gắn liền với cạnh đã chọn, và chiều dài mặt bích sẽ luôn duy trì chiều dài chính xác là 50 ở đây. Đây là các dạng khi mà các bạn sử dụng các cách uốn khác nhau, các vị trí uốn khác nhau. Quay lại phần, ở đây mình sẽ chọn phần Material Inside. Ở đây có hai ô là Trim Size Band và Offset. Thì trong mục Trim Size Band thì nó sẽ cung cấp cho bạn cái cắt bỏ phần vật liệu giao nhau tại mép cong giữa các tấm. Nếu ta không tích vào cái này thì sẽ không cắt bỏ đi phần dư này, và tấm tấm tôn thừa giữa hai tấm sẽ kích vào giữa góc uốn này. Đây mình sẽ lấy ví dụ là các bạn sẽ tạo một tấm bằng lệnh mới kéo lên đây. Đây khi bạn nhấn hoàn thành lệnh thì sẽ thấy phần thừa giao giữa hai tấm này khi ta không tích. Nhưng nếu tích vào ô Trim Size Band như thấy thì cái phần thừa này sẽ được cắt bỏ và gần như là không thể can thiệp vào cái phần cắt bỏ này. Ok, tiếp theo thì cái phần offset. Cái phần này thì phần này phần mềm cung cấp cho các bạn công cụ sử dụng để kéo dài cái tấm này ra một khoảng là bao nhiêu so với cái kích thước gốc. Nghĩa là khi mà chúng ta uốn tấm này thì sẽ thêm phần vật liệu vào mà kích thước gốc của cái tấm cơ sở này vẫn được giữ nguyên. Cuối cùng là custom bezel là điều chỉnh hệ số uốn. Nếu các bạn muốn chỉnh sửa thì có thể sử dụng tích vào đây và lựa chọn các loại đính tính toán hệ số. Ở đây mình để mặc định là hệ số K với 0,5. Tiếp theo là mục Custom Relay Tab. Thì mục này cho phép các bạn sử dụng các loại góc cắt công nghệ của cái tấm này. Để thấy rõ hơn thì ta phải điều chỉnh biên dạng của tấm này, của cái mặt bích này. Các bạn kích vào điểm mà kéo vào, kéo lại. Quay lại mục này, như các bạn thấy đây là sẽ là góc góc uốn cái góc cắt này để các bạn điều chỉnh ở đây. Ví dụ là ở đây sẽ là rectangle là góc hình chữ nhật. Đây mình đang sử dụng hệ số giữa chiều dài của tấm, có thể nhập giá trị của chiều dài và chiều rộng của các góc này, hoặc là dùng up round hình tròn đầu tròn này nhập giá trị, hoặc là sử dụng tỉ số chiều dài của tấm. Cuối cùng là ti là hình giọt nước. Ở đây sẽ là một rãnh nhỏ, hoặc là nó sẽ kéo dài, các góc này nó sẽ kéo dài đến đây. Cuối cùng là tích chọn hoàn thành lệnh. Khi trải phẳng ra thì ta có thể thấy rõ các góc công nghệ này.
Các góc cắt này sẽ được thêm vào trong quá trình uốn tấm này thành thành phẩm. Tiếp theo, mình xin giới thiệu về lệnh Müller Flank. Thì lệnh này cho phép các bạn tạo thành một hay các thành xung quanh của một khối vỏ hộp từ mặt đáy, hay còn gọi là tạo góc xếp cho cái hộp này. Thì lệnh này hoạt động tốt cho một bản cánh với biên dạng phức tạp có nhiều góc uốn cong hoặc là biên dạng giống nhau theo nhiều cạnh liên tiếp trên mặt phẳng này. Thì đầu tiên để vào lệnh Müller thì tương tự với trong lệnh Flank là chúng ta phải có một tấm cơ sở được tạo từ lệnh Baseline. Thì sử dụng câu lệnh Müller Flank này thì gần như giống với lệnh Sweep ở trong phần dựng khối 3D. Khi ta có một biên dạng profile và một đường dẫn của biên dạng chính là các cạnh liên tiếp, các cạnh của tấm cơ sở này. Và các bạn chú ý là profile này thì phải vuông góc với đường dẫn này, đường dẫn giữa các cạnh này. Đầu tiên để vào lệnh thì có hai cách. Một là ta tạo một sketch ở trên mặt phẳng này. Cách thứ hai là vào Müller và chọn mặt phẳng để tạo sketch profile cho đường dẫn các cạnh này. Tiên là từ điểm này vẽ một biên dạng bất kỳ. Đây mình sẽ dùng sửa một biên dạng cong. Thành dày sẽ cao là 35. Tiếp theo, thoát sketch, phần mềm sẽ tự động nhận cái biên dạng của mặt bích tấm này. Đây ta có thể chọn các cạnh để xây dựng các góc xếp. Đầu tiên là ở trong mục Müller Parameter, ở đây thì các bạn chọn các cạnh liên tiếp nhau ở trên cái mặt tấm này để tạo thành một cái khung hộp hoàn chỉnh. Tiếp theo là mục U Default Radius, thì cái này sẽ sử dụng là bán kính uốn mặc định. Ở đây mình không muốn sử dụng và mình nhập giá trị thay đổi là góc bán kính uốn là 1. Tiếp theo là ở trong mục Flam Position thì tương tự với mục S Flam. Đây, dạng thứ nhất là Material Inside thì cái mép V này sẽ không vượt khỏi giới hạn của chi tiết. Tức là sử dụng mép ngoài này để uốn. Thứ hai là mép uốn này sẽ vượt khỏi giới hạn ngoài của chi tiết, nhưng không có phần dư, nhưng mặt bên trong thì trùng, mặt bên trong này sẽ trùng với đường giới hạn của cái cạnh này. Cuối cùng là mép V thì sẽ được tính từ cạnh và vượt khỏi giới hạn ngoài của chi tiết. Trong phần này thì có thể sử dụng trim pen để cắt các phần thừa giao giữa hai cạnh được tạo bởi hai lệnh khác nhau. Trong mục Gap Detail thì sẽ điều chỉnh khoảng cách giữa hai khe hở. Ở đây nhập giá trị là 1 mm. Như các bạn thấy thì khoảng cách giữa các tấm mặt bích này nó đã nhỏ lại và có giá trị bằng 1 mm. Tiếp theo là Start and Offset. Thì giá trị này là cho phép điều chỉnh khoảng bắt đầu và kết thúc của cái tấm này. Ở đây thì nếu mà nhập giá trị đầu là 10 thì tính từ điểm bắt đầu tấm này sẽ lùi vào là 10. Và
giá trị kết thúc nhập 20 mm thì nó sẽ tự động lùi vào tổng của điểm cuối này, sẽ tự động lùi vào là 20 mm. Trong phần Custom Bend Allow và Custom Relax Style tương tự với phần Add Flange, trong lệnh này thì mọi người cần chú ý là các khi chọn đường dẫn thì số thứ tự các cạnh liên tiếp phải liên tiếp nhau, không được nhảy quãng từ cạnh này sang cạnh này mà phải đi qua với cạnh liên tiếp của nó. Ấn tích chọn để hoàn thành lệnh. Video hướng dẫn lệnh Add Flange and Mutter Flange của mình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và lắng nghe.